Giá vàng hôm nay 12 tháng 12 năm 2024 tăng không ngừng nghỉ. Chuyên gia khuyên gì? Giá vàng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết ở mức 84,4 đến 86,9 tăng 800.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 1,3 triệu đồng trên lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Giá vàng 9.999 hôm nay được Doji niêm yết ở mức 84,8 triệu đồng trên lượng mua vào và 85,9 triệu đồng trên lượng bán ra tăng 900.000 đồng trên lượng cả hai chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng trên lượng ở chiều bán ra so với hôm qua. Tại công ty vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 85 đến 86,5 triệu đồng trên lượng chiều mua vào, bán ra. So với hôm qua, giá vàng SJC Mi Hồng mua vào tăng 400.000 đồng trên lượng, giá bán ra tăng 900.000 đồng trên lượng. Giá vàng SJC tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 84,4 đến 86,9 triệu đồng trên lượng ở chiều mua vào, bán ra. Tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng đang được giao dịch ở mức 84,4 đến 86,9 triệu đồng trên lượng mua vào bán ra. So với hôm qua, giá vàng miếng mua vào tăng 800.000 đồng trên lượng, giá bán ra tăng 1,3 triệu đồng trên lượng. Theo Kiko, giá vàng thế giới hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2717,07 đô la Mỹ trên ounce giá vàng hôm nay tăng 0,9% so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do, 25.565 Việt Nam đồng trên USD, vàng thế giới có giá khoảng 84,8 triệu đồng trên lượng, chưa tính thuế, phí. Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế là 2,1 triệu đồng trên lượng. Giá vàng hôm nay tăng sau khi số liệu lạm phát phù hợp với kỳ vọng, làm tăng khả năng cục dự trữ liên bang cắt giảm lãi suất vào tuần tới, trong khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu chỉ số giá sản xuất, PPI, của Hoa Kỳ để có định hướng tiếp theo về chính sách tiền tệ. Dữ liệu từ Bộ Lao động cho thấy giá tiêu dùng của Hoa Kỳ tăng 0,3% theo tháng vào tháng 11. Tính theo năm, giá tăng 2,7% sau khi tăng 2,6% vào tháng 10. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò dự báo CPI tăng 0,3% và tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà giao dịch dự đoán có 95% khả năng Fed sẽ cắt giảm thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 17 đến 18 tháng 12 so với khả năng khoảng 86% trước báo cáo lạm phát Công cụ FedWatch của CME đã cho thấy mọi sự chú ý hiện đang đổ dồn vào dữ liệu PPI dự kiến công bố vào thứ năm để làm rõ hơn lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed. Vàng, vốn được coi là khoản đầu tư an toàn trong thời kỳ bất ổn địa chính trị, sẽ tăng giá khi lãi suất thấp. Giá bạc giao ngay tăng 0,1% lên 31,92 đô la Mỹ trên ounce. Giá bạch kim giảm 0,8% xuống 935,18 đô la Mỹ và giá palladium tăng 1% lên 977,50 đô la Mỹ.